Buồn thay, nhiều người chúng ta luôn cố gắng chiếm lấy mọi thứ cho mình trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả trong sự tu hành, chúng ta vẫn không thể ngừng tham lam và ích kỷ, cố gắng đoạt lấy phước báo tâm linh, bất kể sự thiệt thòi của người khác. Điều này thậm chí còn tệ hơn cố gắng đoạt tài sản hoặc vật sở hữu từ các chúng sinh khác trong cõi thế gian, bởi vì chúng ta đã ở trên con đường tu hành. Bất cứ gì chúng ta lấy phải do mình kiếm được. Chúng ta có thể cầu sự gia trì và hướng dẫn và sự giúp đỡ khi cần. Điều này không sao. Khi có nhu cầu, khi cần thiết, nhưng đừng bao giờ làm mà để mất hạnh phúc và sự tiện nghi của người khác. Cố gắng nhớ điều này. Trong mọi hoàn cảnh trên đời, chúng ta phải luôn quan tâm và có tâm công bình. Không phải tôi bảo quý vị luôn luôn hy sinh chính mình, ngay cả vì hạnh phúc và lợi ích của người khác, nhưng ít nhất phải công bình. Hiểu không? Bởi vì nếu chúng ta là người tu hành và không thể công bình, làm sao có thể trông mong thế giới bên ngoài công bình với chúng ta, hoặc là nơi công bình hơn cho mọi người sinh sống, phải vậy không? Linh hồn quý vị biết điều gì đúng, điều gì sai. Linh hồn quý vị biết. Đó là lý do quý vị đến. Chúng ta đừng bao giờ quên phẩm cách và mục đích cao thượng của mình. Ở mọi nơi, bằng mọi giá. Nếu chúng ta tu hành tốt, thương sư phụ, thương thượng đế biết, sư phụ biết, phải không? Chắc chắn vậy. Nếu họ không biết thì đã sao? Sư phụ ở bên trong. Ngay cả con nai còn tốt hơn nhiều người thế gian. Và con ngỗng vàng, vân vân. Cho nên chúng ta phải học từ những thú vật hoàng kim này. Chúng ta không cần biết nó là tiền kiếp của Phật hay không. Hành động của họ nói lên sự giác ngộ bên trong. Do đó, đừng quá tự hào rằng chúng ta là con người nếu chưa đến mức đó. Thật ra, tôi không biết vì sao chúng ta nên kiêu hãnh rằng mình là con người. Tôi đọc trên báo, nghe trên truyền thanh, xem trên truyền hình vô số thú vật cao thượng giải cứu người, giải cứu đồng loại, thậm chí bằng cái giá của sinh mạng của họ. Có một tấm hình của một con mèo. Con mèo hoàn toàn bị phỏng đến mù và thẹo đầy mình vì nó chạy 4 lần vào trong lửa. Ngôi nhà bị cháy để cứu 4 mèo con. Mèo đã bị phỏng đến mù và không còn nhận ra được. Nhưng mèo đưa tất cả mèo con đến nơi an toàn, một con mèo. Một con mèo rất tự lập. Sau khi có thai, tôi nghĩ nó không được mèo đực nào giúp đỡ. Con mèo một mình nuôi con. Tôi thấy nhiều con mèo quanh nơi chúng ta. Đôi khi làm tất cả những chuyện hay đẹp này cho con nó. Tôi thấy mèo mang thức ăn cho con. Và tôi cảm động trước sự tận tụy của nó. Mèo đã làm tận lực của nó để cung dưỡng cho con cái, trong khi bản thân nó chỉ ăn đồ thừa. Tôi đã chính mắt nhìn thấy. Tôi chỉ rất cảm động bởi tình thương của nó. Hình ảnh này vẫn còn sống động trong lòng tôi mỗi khi nghĩ về loài mèo. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao loài người chúng ta đối xử tàn nhẫn với thú vật. Đa số chúng ta và nghĩ về họ như chúng sinh thấp hèn. Tôi nghĩ nhiều thú vật vô cùng cao thượng và vô cùng từ ái đối với đồng loại cũng như chúng sinh khác. Đôi khi quý vị thấy mèo hay chó bơi vào dòng sông hiểm nghèo để cứu bạn. Dù đó là bạn người hoặc bạn chó, bạn mèo, họ làm vậy.
liều mạng sống của họ. Nhưng không bao nhiêu con người chúng ta dám làm vậy. Khi thấy tình cảnh hiểm nghèo, chúng ta không liều mạng. Nhưng thú vật khi thấy nguy hiểm, họ vẫn liều vì tình thương. Cho nên, nếu con người không thể trở về với lòng từ bi bác ái, căn bản của bản năng tự nhiên mà thú vật vẫn còn sở hữu, thì chúng ta nên cảm thấy tiếc cho mình hơn là kiêu hãnh. Đó là lý do chúng ta phải ăn chay. Bởi vì thú vật thật sự cao thượng, họ thật sự sở hữu nhân phẩm và một linh hồn bên trong, giống như chúng ta. Cho nên tôi nghĩ chúng ta học hỏi từ thú vật cũng tốt. Một số phẩm chất này không phải chúng ta học để trở thành thú vật, nhưng phẩm chất tốt của họ, chúng ta nên nhớ, để ít nhất không cảm thấy hổ thẹn là mình kém hơn tiêu chuẩn loài vật. Chúng ta phải vươn lên vị trí cao thượng của thánh nhân. Để làm vậy, chúng ta phải có lòng nhân ái và cảm thông, và hy sinh vô ngã vào mọi lúc, dù là trong kỳ bế quan, ở nhà, ở chợ, hoặc bất kỳ nơi nào khác, ngay cả ở trong rừng, nơi không ai thấy được chúng ta, và không ai khác ở đó để ghi nhận việc thiện của mình, hoặc tán thán nỗ lực cao thượng của mình. Chúng ta phải luôn cao thượng một mình, vì chỉ chúng ta biết mình là ai, và Thượng Đế biết.